Dù các bạn đây là hạt giống rau muống ly ao chín. Giống rau muống ly ao chín là giống rau muống dạng lá tri, có sinh trưởng nhanh, thẳng thẳng, lắng ở gốc dài, đỡ tốn công lao động khi hái bỏ lá gốc. Màu hoa đẹp, hình dạng lá tri nhỏ, chất lượng ăn ngon, giòn, ngọt. Giống rau muống ly ao chín thu hoạch từ 20 đến 24 ngày sau khi gieo, trồng được quanh năm. Lượng giống trung bình từ 10 đến 12 kg trên 1.000 mét vuông. Khuyến cáo nên ngâm hạt trong nước ấm, pha hai sôi và lạnh từ 2 đến 3 giờ trước khi gieo để tỷ lệ nảy mầm nhanh hơn. Tỷ lệ nảy mầm trên 80%. Giống của công ty Hà Mùa Tiên Đỏ Thái Lan. Vốn này nửa 1 kg. Mặt sau bao bì ghi thông tin về xuất xứ cũng như hạn sử dụng. Hạn sử dụng đến ngày 1 tháng 5 2025. Bài này đặt chấm thì liên hệ số điện thoại bên trên màn hình.